Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bánh bột lọc nhân tôm thịt và nhân đậu xanh. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên, đây là cô mua tôm hồi sáng. Sáng cô mua bao nhiêu cô quên mất tiêu rồi. Đó, đây là tôm. Cô đã bỏ tỏi vào đây với hành vào đây rồi. Cô cho vào đây một chút bột ngọt, một chút bột nêm, một chút tiêu, một chút đường, chút muối và chút nước mắm. Ta bắt đầu ướp tôm thịt các cháu ạ. Đó, ta bắt đầu ướp tôm thịt. Bây giờ ta bắt đầu đi xào tôm các cháu ạ. Bây giờ bắt đầu ta đi đổ dầu, ta xào tôm, ta đổ ít dầu thôi nha. Tại vì cái tôm này á, mình làm bánh bột lọc không cần dầu nhiều dầu đâu, nhiều dầu là khó làm lắm. Tại vì các cháu biết không, dầu nhiều á, nó dễ bị cái bánh bột lọc nó chỉ bị há miệng ra. Dầu nó dính ra, nó há miệng ra là rất là khó làm. Cho nên ta chỉ cần xào cho dầu nó thơm thôi. Đó, ta bỏ hành tỏi vô ta xào. Bây giờ tỏi nó thơm rồi, ta bắt đầu bỏ tôm vô xào các cháu ạ. À. Đó. Như vậy lửa nhỏ nhỏ thôi. Mình xào cho thật khô nghe các cháu. Bây giờ cái chảo tôm của ta nó đã chín rồi và đã rất là khô rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Ta đem ra máy ta quạt cho nó nguội các cháu ạ. À. Các bạn các cháu thân mến nha, đây là đầu tôm và râu tôm. Ta bắt đầu ta đổ vô để ta nấu nước mắm. Ta lấy nước ta đổ vô đây nè các cháu ạ, à, ta luộc để hết ta nấu nước mắm. Đây là đầu tôm và râu tôm. Ta đổ vô ta luộc để lát cho ta nấu nước mắm. Các cháu ơi, cái nồi nước luộc tôm, nước luộc râu tôm của ta bắt đầu đã sôi rồi. Ta bắt đầu tắt bếp. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ấm nước của ta đã sôi rồi, ta bắt đầu tắt bếp. Đó, tắt bếp. Bây giờ ta múc vào đây là 20 bột năng. 20 bột năng nha các cháu. Ta bắt đầu chế nước sôi vào đây. Đó, ta chế từ từ thôi. Đó. Rồi thôi sợ là nhão. Ta bắt đầu quậy bột lên. Các cháu để ý này, bột của ta đã đóng cục rồi. Bột đóng cục thì ta mới nhồi được nha. Nếu mà bột không đóng cục là không thể nào nhồi được hết. Nếu mà bột không đóng cục là bột nước nó nguội không nhồi được. Đó. Bây giờ ta bắt đầu nhồi bột. Các cháu nhớ này, làm chân trâu nè, làm chè bột lọc nè, rồi làm bánh bột lọc nè, rồi làm chèo quay vạc là tất cả là đều là bột năng hết nhá. Cô nhiều lúc cô quên, cô không có nhắc các cháu mà cô các cháu thắc mắc là bột gì. Đó, đó là bột năng, ta bắt đầu nhồi nè. Các cháu nhìn thấy không, bột của ta đã dẻo rồi nè. Các cháu ơi, nay cô lỡ tay cô đổ nhiều nước rồi, ta cô đổ thêm bột nha. Đó, khi mà các cháu như vậy mà đổ lỡ tay mà đổ nhiều nước nó bị nhão là các cháu phải thêm bột, không thì rất là khó nhồi. Các cháu ơi, bây giờ cục bột của ta đã nhồi xong rồi, ta bắt đầu đi cán bột. Đó, ta bắt đầu kéo bột ra như vậy. Đó,
Đó, ta dùng dao sắt ra như thế này. Đó, ta dùng dao sắt như này. Các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đi gói bột. Đó, ta cán bột như vậy. Cán bột mỏng như vậy, ta bắt đầu gói đậu xanh lại giống như ngày hôm qua cô làm chè bột lọc cho các cháu coi đó. Đó. Cái này là bánh bột lọc, còn hôm qua là chè bột lọc. Các cháu nhồi bột mà cứ thấy nó dính quá là các cháu lại đổ thêm nữa bột vô nhồi chứ không có sao hết. Đó. Dễ lắm các cháu ạ, à. Đó. Mà nhồi khô quá thì cũng khó làm. Đó, ta cán bột ra. Ta gói đậu xanh vào như vậy. Các cháu làm không được thì làm sao các cháu làm tiếp. Tại vì mình phải kiên nhẫn mình mới làm được. Các cháu ơi, cục bột của cô giờ nó hơi cứng thì cô nhồi lại này đó. Cô nhồi lại cho nó mềm rồi cô làm lại. Đó. Đó, cô nhồi lại. Có bắt đầu sắt. Bây giờ cô làm nhân đậu xanh xong rồi, bây giờ cô bắt đầu đi làm nhân tôm nha các cháu. Đó. Cô bắt đầu đi làm nhân tôm. Các cháu nhớ nha. Đây nè, nhân tôm nè. Một con tôm là một miếng tôm rất là nhỏ thôi, đừng có cho to, to khó gói lắm. To mà mỡ nó mà tràn ra ngoài là nó sẽ há miệng ra. Đó, nếu mỡ mà nó nhiều quá nó tràn ra cái khe này nè, cái khe bột này nè, nó sẽ há miệng ra đó. Nhân tôm thì nó khó gói hơn, có thể là cho thịt nữa nhưng mà cô muốn bày cho các cháu làm tôm mới gói cho nó dễ hơn. Đó, đây là miếng bột nha, ta bắt đầu bỏ cái nhân miếng tôm vào như vậy, bóc như vậy. Cũng giống như bột lọc, giống như đậu xanh vậy đó, nhưng mà nhân tôm thì nó khó gói hơn, tại vì nhiều khi nó có mỡ đó, nó sẽ há miệng cái miệng này ra này đó. Ở nhà các cháu làm á, có thể các cháu một người lăn, một người cán, một người gói nó nhanh lắm, còn cô á hả, thì cô có một mình thôi cho nó lâu. Cháu cô ban ngày nó đi làm rồi, ban tối thì nó về nó mắc học, cho nên là có một mình cô làm thôi. Đó, các cháu thấy nhìn thấy không? Rất là dễ luôn đấy. Bây giờ cô bật cái bếp lên để lát cho cô luộc bột nè. Đó, trong khi chờ đợi cô bật bếp lên để lát cho cô luộc bột. Bây giờ cô là cán tiếp ra. Đó, các cháu gói một miếng tôm nhỏ thôi nha. Và rang cái thịt khô, đừng có để cho mỡ nó xì ra ngoài. Nếu mỡ nó mà xì ra ngoài nó sẽ há miệng ra, nó không có dính đâu. Nếu mà các cháu thấy bột khô quá các cháu cứ nhồi lại là nó sẽ mềm ra liền, còn nhão thì các cháu cứ bỏ thêm bột vô. Cái này nó rất là dễ. Các cháu làm không được ngày mai làm tiếp cô hả? Các cháu làm sao chứ cô mà làm không được ngày mai cô làm tiếp, làm khi nào được cô mới thôi. Cho nên là cô biết làm nhiều thứ là như vậy đó. Cháu ơi, bây giờ nồi nước của cô đã sôi rồi, ta bắt đầu luộc bột, luộc cái bánh quay vạt này đó. Mình thả từ từ vô như vậy này. Đừng để cho nó dính, thả từ từ vô. Ta đậy nắp lại. Bây giờ thì quay vạt của ta đã nổi nó hết rồi, các cháu ạ, ta bắt đầu tắt bếp. Và ta bắt đầu vớt bánh ra. Đó, ta ngâm vào trong cái nước lạnh này. Bây giờ ta vớt sang cái tô nước lạnh này cho nó nguội các cháu ạ, à. Đó. Bây giờ ta đổ ra cái rổ này để cho nó ráo nước.
ráo nước. Đó, cái cháo này để cho ráo nước. Bây giờ cô bắt đầu đi làm nước mắm. Đây là cái nồi nước luộc rau tôm. Đó, cô chắc ra. Cô cho một chút nước mắm vào các cháu à. Đó, cho chút nước mắm vào. Chút bột ngọt. Và một chút đường. Đường này mình có thể tùy thì mình kêu tùy mình cho nhé. Đó, mình cho đường vào. Bây giờ cô cho thêm một miếng nước nữa. Đó, cô cho thêm miếng nước nữa đó. Thêm một miếng nước mắm nữa. Rồi mình nếm cho vừa miệng mình nhé các cháu. Mình không cần bỏ tỏi hết á. Mắm bánh bột lọc này không cần ăn tỏi, không cần ăn chanh gì hết. Các cháu ơi, bây giờ ta đổ cái bánh quay vạt, bánh bột lọc vô trong cái tô này. Và bắt đầu ta đổ cái hành phi với hành lá vô như vậy đó. Đổ vô như vậy. Ta làm nó khỏi dính mà lại ngon nữa. Đó. Nó không dính mà ngon đó các cháu ạ. Ta có thể cắt lên mấy lát ớt. Ta để lát ớt lên trên. Ta. Đó. Các cháu ơi, từ từ thôi nha, không nó bể nha, đó. Đó, ta để cho dầu vô như vậy cho nó khỏi dính nè. Vừa dầu vừa hành lá. Các cháu nhìn thấy rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Cô cho thêm một miếng dầu nãy cô phi rồi á, cô cho vào đây cho nó không dính. Vừa nhân tôm vừa nhân thịt. Nhưng mà cô mua tôm hết mấy chục ngàn nhưng mà cô đâu có làm hết đâu. Cô vẫn còn cái này đó. Đó, vẫn còn tôm nè. Tại vì cô làm ít thôi, nhà cô có 3 người à. Nhưng mà cháu thì nó đi làm, tối mới về, nhiều khi nó chẳng có ăn đâu. Đó, có nhìn thấy không? Rất là đẹp. Có nhìn thấy không? Đẹp không? Đẹp lắm. Bây giờ cô xắt lên mấy lát ớt. Xắt lên mấy ớt cho nó đẹp. Cô xắt ít thôi, cay tối về nó ăn, nó không ăn. Đấy. Có nhìn thấy rất là đẹp. Và đây là một chén nước mắm. Cô pha. Cháu nhớ nha, nước mắm với đường với nước luộc tôm, nước luộc đầu tôm ấy. Và cô pha lên. Nhưng mà cô ăn thử hai cái thôi chứ cô ho quá. Cô ăn thử hai cái cho mấy cháu thấy thôi. Cô ăn nhân đậu xanh nè. Xanh. Các cháu nhìn nè. Rất là đẹp, rất là ngon. Đó, các cháu nhìn thấy không? Đó, có đổ ra cái dĩa cho các cháu nhìn rõ nè nè. Đẹp không? Rất là ngon, ngon vô cùng. Và đây là tôm mà cô vẫn còn dư nè, cô đâu có làm hết đâu. Đó. Các nhìn nè. Đó, rất là ngon, rất là đẹp. Đó là bánh bột lọc. Bây giờ cô ăn hai cái thôi. Ngon quá. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các cháu thành công.